TVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu. Tôi là Dạ Hoa. Từ ngày hôm nay, kết nghĩa phu thê với Tố Tố, đời đời kiếp kiếp yêu nhau thật lòng, bất kể quả phúc quyết không chia ly. Ở trên Tru Tiên Đài này không phải là nơi cho một nữ phàm nhân như ngươi đến. Ta không có khả năng bảo vệ nàng. Đừng mà Dạ Hoa. Từ nay về sau, ta sẽ là đôi mắt của nàng. Chàng tự bỏ thiếp đi, thiếp cũng tự bỏ chàng. Hai chúng ta từ đây không ai còn nợ ai. Tố Tố, cùng ta giả phạm nhân đó giống hệt như nhau. Đôi mắt của bổn thượng thần ta cô dùng đã 300 năm rồi, ta làm sao có thể không đòi lại đồ của ta được chứ? Ta vừa mong nàng nhớ lại, nhưng vừa mong nàng mãi mãi không nhớ ra nữa. Đón xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa lúc 22 giờ phát lại 16 giờ hôm sau trên HTVC Gia Đình.